Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu một bài kinh thật là nổi tiếng trong Phật giáo và có rất nhiều Phật tử đã biết đến hoặc có vị đã đọc qua. Đó là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả là gì? Nhất Dạ Hiền tức là gì? Tức là một lối sống thực tại của những bậc hiền thánh. Nhất Dạ Hiền Giả nêu cao một tinh thần thiết thực ở trong giáo pháp của Phật. Chúng ta thường nói đến một câu: quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Luyến tiếc quá khứ chi cho khổ não, mơ tưởng tương lai chi cho thức nó phát triển. Hãy sống hiện tại nhưng đừng say đắm hiện tại. Đây chính là tinh thần của Nhất Dạ Hiền Giả. Giáo nghĩa này chúng ta tìm thấy ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 131 của là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Và đề tài chúng ta đặt nguyên nghĩa là Nhất Dạ Hiền Giả. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ở tại Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn của trưởng giả cấp cô độc. Không ai thưa thỉnh Ngài. Thế Tôn tự nói. Ngài nói rằng: này các tỳ kheo. Các tỳ kheo vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con lắng nghe. Thế Tôn bảo rằng: hôm nay ta sẽ giảng về tổng thuyết và biệt thuyết giáo nghĩa Nhất Dạ Hiền Giả. Các vị tỳ kheo sau khi đã thanh tịnh tâm chăm chú lắng nghe lời Phật, Thế Tôn nói một bài kệ rất là ngắn gọn, nghĩa lý hết sức xúc tích. Và sau đó Ngài mới phân tích. Đây gọi là tổng thuyết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chúng ta phân tích lướt qua chút xíu về bài kệ này. Chúng ta thấy rất rõ ràng về mặt tổng tướng mà nhận định. Quá khứ không truy tìm, đây là một điều quan trọng. Bởi vì quá khứ nó đã qua. Quá khứ được xác định từ thời điểm nào? Từ ở trong một sát na hiện tại. Trước một sát na hiện tại này là thuộc về quá khứ. Và một sát na, một cái tích tích, một cái thời gian diễn ra ở trong tương lai chưa có mặt ở trong hiện tại, cho nên chưa biết chuyện gì xảy ra. Và nó không có ý nghĩa tác dụng ở trong hiện tại. Vạn vật đều diễn ra trên cơ sở hiện tại. Người ta nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vì sao? Con nước đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dầu hình dáng dòng sông thấy còn đó, nhưng thật sự không có giống lần trước nữa. Ở đây cũng vậy. Quá khứ đã qua. Quá khứ được xác định trong cái sát na trước. Sát na trước của chúng ta như thế nào? Buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau, còn mất. Tất cả không thể nào làm được gì nữa. Nói một cách khác,
Không ai có khả năng thay đổi về quá khứ. Quá khứ đã qua. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có buông bỏ được quá khứ hay không? Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta sống rút kinh nghiệm từ quá khứ, nhưng quá khứ không có chi phối sâu sắc biến thành một loại chấp thủ trong hiện tại. Chúng ta có làm được điều đó hay không? Những điều như vậy chúng ta phải cân nhắc ở trong đời sống của chúng ta. Khởi lên một ý nghĩ quá khứ đã qua, cho nên không truy tìm quá khứ mà liên tiếp quá khứ chi cho khổ não. Đúng như vậy không thưa quý vị? Tinh thần đó là một tinh thần rất là tuyệt vời. Thành ra ngay hiện tại chúng ta đoạn trừ ở quá khứ, đừng để cho bất cứ ảnh hưởng của quá khứ chi phối lên tâm trí của chúng ta. Nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta quên lãng quá khứ. Người quên lãng quá khứ cũng giống như người không có lịch sử, cũng như một dân tộc mất gốc. Điều đó không bao giờ có. Nhận thức về quá khứ, lấy đó là một kinh nghiệm, ghi nhận nó, chứ không phải sống với nó. Tuổi già chúng ta hãy nhớ lại thời trẻ. Người trẻ thì ước mơ thành tựu tương lai, còn hiện tại cuộc sống bao vây khốc liệt, chúng ta không nhìn ra. Đây là cái khiếm khuyết to lớn của loài người. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Đó là một sự thật. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nhận thức trong hiện tại. Hiện tại này chúng ta như thế nào? An trú ở trong hiện tại. Nếu như chưa có Bồ Đề Tâm, chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Nếu như chưa có chứng được sơ quả, chúng ta phát nguyện chứng sơ quả. Nếu như chưa chứng được nhị quả, chúng ta phát nguyện chứng nhị quả. Cứ như thế chúng ta tiến lên lộ trình giải thoát. Đây gọi là không động, không rung chuyển. Biết vậy cho nên tu tập. Tu tập là sửa mình ở trong chánh pháp, sửa mình vào ở trong chân lý, để không bị nghiệp lực buông lung lôi kéo trong ác nghiệp, và ác nghiệp dẫn cho chúng ta tới đọa đày. Bây giờ cho nên ở đây chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ, an trú tâm mình trong hiện tại, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Một câu nói rất là tuyệt vời: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Điều này chúng ta đừng quên. Muốn làm những gì thì hãy làm trong hiện tại, nỗ lực làm trong hiện tại. Khi chúng ta ngủ rồi, chúng ta không điều khiển được giấc ngủ của mình nữa. Phải vậy không thưa quý vị? Khi tâm thức chúng ta chìm vô ở trong giấc ngủ, ở trong hôn trầm này, chúng ta không còn nhận ra mình nữa. Và không biết rằng ở trong đêm đó, thân kinh của chúng ta có còn duy trì được tới sáng hôm sau hay không? Đâu phải các vị không biết đến, có người ngủ một đêm không có thức dậy. Kinh nghiệm nhìn thấy trong quá khứ có quá nhiều phải không? Rồi có khi chúng ta lại ước mơ trong tương lai, chúng ta làm một cái gì đó. Mặc dù hiện tại chúng ta thừa sức làm, nhưng chúng ta lại hẹn rầy hẹn mai. Chúng ta cứ dần giữa qua ngày tháng, rồi cuối cùng những gì chúng ta muốn làm chúng ta không làm được. Do vậy cho nên chúng ta quyết liệt sống ở trong hiện tại. Có một vài Phật tử thấy thương xót chương trình của Bồ Đề Phật Quốc quá nhiều và khuyên thầy nghỉ ngơi. Thầy nói rằng ở Mỹ này không thất nghiệp là hên rồi, giờ có cơ hội làm chút việc phước cho mọi người, sao bác thầy phải nghỉ đi? Ngày nhỏ muốn làm việc phước không có điều kiện để làm, muốn giảng một bài kinh cho Phật tử nghe cũng không đủ sức giảng. Hôm nay có chút cái duyên lành được Phật tử xa gần yểm trợ, thành ra làm được chút việc Phật, rồi có được chút hiểu biết do quá trình tích lũy kinh nghiệm, thành ra có cơ hội diễn đạt vài lời kinh ý Phật là một điều may mắn ở trong kiếp người. Tại sao bảo dừng lại? Chỉ vì một chút mệt nhọc. Còn con người ta sống chết nó cũng có cái nghiệp chung với nhau. Đâu phải rằng mình không làm gì suốt ngày
dưỡng cái xác phàm này mà nó sống dai đâu. Có nhiều người cũng khỏe mạnh, không có bệnh gì cả, vài ngày chết mất rồi. Cái nghiệp căn mạng sống của con người nó được định hình trên cơ sở phước báo là cái quả dị thục khi thọ thai, phải vậy không? À, có những người cơ cực vô cùng mà sống thôi chín mấy gần trăm tuổi. Có người thấy bạn bè mình chết sạch trơn, mình buồn quá và còn than với thầy: sống lâu dài tội thầy ơi, chừng nào Phật rước. Thầy nói: làm sao thầy biết? Nếu như cô muốn biết thì cô tự đi. Nếu làm sao cô đi được, Nam Mô về Phật là đi thôi. Rõ ràng như vậy phải không ạ? Tức là chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta cứ quanh quẩn là chúng ta không có làm những gì trong hiện tại. Trong hiện tại này á, là những điều có thể làm được là chúng ta làm, tận tùy cân nhắc mà làm. Nói thế không có nghĩa rằng á, là sống không có định hướng trong tương lai. Định hướng tương lai của chúng ta đó là Bồ Đề, đó là đạo giác ngộ, đó là Bồ Đề Tâm, dẫn dắt chúng ta trên con đường của năm giới, dẫn dắt trên con đường thánh đạo. Rất rõ ràng sao lại không có định hướng. Định hướng chúng ta không phải thành tựu những cái giá trị vật chất ở thế gian này, hoặc là giá trị hữu vi trong cõi luân hồi, mà định hướng của chúng ta là đến vô thượng Bồ Đề. Định hướng chúng ta là như vậy, rất rõ ràng phải không ạ? Ngay từ đầu chúng ta đã có một định hướng cao thượng, một định hướng siêu việt rồi, sao lại không có? Vậy cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng là một người phát tâm tu tập, chúng ta luôn luôn đem cái tâm nhiệt thành, luôn đem cái tâm nhiệt thành. Thế Tôn nói ai biết chết ngày mai đây? Thành ra do vậy mà ngày hôm nay chúng ta sống nhiệt thành trong một ngày. Từ sáng ra các vị đã phát tâm đi thọ giới, và trước đây có thể các vị cũng đã có dự định thọ giới, tâm của các vị đã rõ ràng rồi, tuổi già sức yếu nhưng mà cũng vượt qua những cái khó khăn. Có những người khỏe mạnh cũng biết sắp xếp cái công việc đa đoan để cho dư thời gian ra một chút tranh thủ lãnh hội giáo pháp Như Lai. Tất cả những cái ý nghĩ này thật là cao quý. Và chúng ta đến chùa, chúng ta cầu thọ, chúng ta tụng niệm, chúng ta lễ sám, chúng ta giữ sáu căn của mình ở trong thánh giáo Như Lai, và chúng ta tiếp xúc với năng lượng thánh thiện mà kinh điển đã miêu tả. Như vậy thì rõ ràng ở đây á, chúng ta sống trong hiện tại một cách tinh tấn, sống nhiệt thành trong hiện tại. Thế Tôn nói không ai điều đình được với đại quân thần chết. Đại quân thần chết nó phủ lấp cả hư không, một khi á nó khởi binh xuống thì không có bất cứ ai có thể ngăn cản lại nổi, không có bất cứ một thế lực nào có thể ngăn cản lại tiến trình của đại quân thần chết. Đại quân thần chết nó hành quân, nó đi qua, nó càn quét tất cả sự sống của hữu tình. Nó tàn nhẫn tới mức như vậy, chúng ta không sợ nó, thành ra chúng ta cứ bị nó làm chết hoài. Chết rồi chúng ta lại tìm kiếm cái sự sống mới, có được sự sống mới, tìm mọi cách để mà giữ gìn vun trồng sự sống mới này. Nhưng nào ngờ đâu cũng không kéo dài được lâu, thành ra rốt cuộc chết nữa. Cứ như vậy làm sao điều đình được? Nói rằng đây là cả thần chết ơi, từ từ ta còn nuôi mẹ một chút, hoặc là ta nuôi con ta nó lớn lên chút rồi mới dẫn ta đi, có không à? Đời quân thần chết có hẹn không? Không có hẹn. Hoặc là để ta chăm sóc mọi người cho khỏe chút rồi từ từ tính nhà ngươi, nó còn không có tha, nó cứ lầm lì lì, nó im ru như vậy á. Tới ngày tới giờ là mình chết là cứ chết. À, như vậy rõ ràng ở đây á, là không ai điều đình được với đại quân thần chết. Nghĩa này rất là rõ, mà chúng ta không liễu ngộ được thì thực sự chúng ta vô minh quá phải không? Và trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Hãy sống như vậy mỗi ngày mỗi đêm, còn tỉnh còn thức được, hãy sống với lòng nhiệt thành đối với giáo pháp giải thoát. Đây gọi xứng gọi là nhất dạ hiền, tức là một ngày một đêm, một ngày một đêm của gì? Của người hiền. Bậc an tịnh trầm lặng. Thế Tôn nói đến biệt tướng hay là biệt thuyết,
tổng thuyết, tức là nói một cách tóm tắt như vậy. Nhưng mà rõ ràng biệt thuyết thì sao? Này các tỳ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Phân tích cho chúng ta thấy thế nào là một người sống khởi tâm truy tìm trong quá khứ. Như vậy là sách của tôi trong quá khứ, cho nên truy tìm sự hân hoan ở trong ấy. Phân tích câu này một chút để chúng ta nhận ra. Chúng ta nghĩ về một cái thời thanh xuân của chúng ta. Khỏe mạnh, vừa sức khỏe thôi. Chúng ta làm con trai con gái lớn lên, trời mưa gió bão bùng âm âm, chúng ta có thể lội ra ngồi nước và gian lưng ngồi nắng, mà sức khỏe của mình thấy như không, tướng mình như là mình đồng da sắt. Trời lạnh nên mình tắm một cái cho nó mát. Mình đang đổ mồ hôi mình vẫn tắm một cái bình thường, nhưng bây giờ mình đang đổ mồ hôi tắm cái là phải xông hơi, phải vậy không? Rồi chúng ta có thể nhịn đói. Thầy nói giờ cái lĩnh vực này thầy có kinh nghiệm nhiều. Ngày xưa thầy nhịn đói 23 ngày vẫn đi làm việc bình thường, vẫn lái mấy cày cày dưới ruộng, vẫn kinh kệ, vẫn sống với đại chúng. Đại chúng gì mình làm đó, chẳng qua mình không có ăn, mình khác họ chút vậy thôi. Còn uống mình cũng uống như thường. Nhưng mà mình thấy người mình nó ốm đi, nó yếu đi một chút, nhưng mà ý chí của mình không đến nổi. Rồi có khi là thầy buộc thứ mình có thể là thức được bao nhiêu ngày, thì thầy có là một lần thầy thức 7 ngày 7 đêm không ngủ chút nào, chống lại cơn ngủ về làm việc 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà thấy có một lần là khi mà ngủ dậy hai con mắt không thấy được, tại vì có lẽ là cái thần kinh thị giác nó chưa đủ phục hồi. Ngủ có 1 giờ đồng hồ bị gội dậy thì dậy là không thấy đường nữa. Thì rõ ràng mình thấy mình cũng chịu đựng được. Mình ngồi im từ từ nó mờ dần dần, nó tỏ dần dần, cũng có cảm giác được cái người mù khổ tới mức nào. Tại vì từ cái chỗ giường ngủ nó không thấy đường đi ra tới chỗ mà giọt nước ấy, nếu mà rửa mặt thì phải mò mò đường đi. Lúc đó cứ nghĩ rằng mình không thấy đường nữa, nghĩ mắt mình mù rồi. Nó cũng có một cái trạng thái hoang mang kéo tới. Tất cả những cái cảm thọ này ấy, thì cuộc sống thầy cũng đã trải qua. Rồi mấy đứa bạn ấy, thì hai đứa đứng lên đầu gối, hai đứa đeo lên tay, hai đứa ngồi trên vai, đứa kéo trước cổ, đứa cái sau lưng. Mấy thằng to như con trâu mộng như vậy ấy, mà đứng tấn chịu đựng được khoảng 15 phút. Thành cứ nghĩ rằng con người mình ấy, là sức khỏe vô cùng. Ở chùa lúc đó không có khổ cực lắm, phải nhờ con bò nó cày ruộng mới kiếm gạo sống. Và có con bò nó phát lớn lên nó không chịu cày, nó lì lắm, báo nó cày nó không chịu cày, và đối im vậy nó cũng không có đi luôn, nó nói nặng nó không đi, thì nó quay lại nó thấy không có cái cày nó chạy, tức là nó trơ trúng như vậy đó. Còn có khi là nó mang cái cày nó chạy không có đường, không có theo đường theo lối, và lúc đó trong chùa không tập nó được, thầy sai cho thầy đã tập, thì lúc đó thầy tập nó chạy ấy, thầy nắm thầy kéo ngược lại nó chạy không nổi. Mấy thầy ở trên bờ nói trời ơi cái ông này mạnh hơn con bò. Sự thật là sẵn sàng nắm hai con bò, nắm cái sừng nó lại được, và bỏ hai cái tay ở dưới bụng nó dỡ nó lên được. Tức là người mình sao thấy nó không có mệt, giống như nó không có gì là mệt hết á, ăn lần 17 chén cơm mà. thành ra đâu có sợ gì đâu, không ngán gì hết. Người nó vậy nói mình nhà quê mà có sao mà chất phát vậy, sống vậy đó, trưởng thành như vậy. Nhưng mà bây giờ các vị biết không, là bây giờ mà như cái mái nhà vậy này, là chỉ cần nhảy lên một cái tay mà đụng một ngón tay trên mái nhà là thầy có thể nhảy lên mái nhà được. Cái lực nó nhẹ vậy đó. Còn bây giờ mà leo lên thang cái mấy bước cô chừng rớt xuống kêu cái bịch. Họ đứng trên cái thang gãy, mà cái thang gãy mà thầy có thể vừa gãy thầy vừa nhảy một chỗ thầy đứng một cách bình thường được. Tức là mình khỏe vậy đó, mình khỏe. Nó có những trường hợp là hồi đó lái chiếc xe Honda trên đèo đi xuống, thì lúc đó cái xe của người ta nó bốn ba hàng bánh ấy, cái hàng giữa nó bung ra,
Trên đèo đang xuống xuống, mình đang xuống bên cạnh, nó bung ra một cái ao. Thế mà mình vừa thấy nó bung á, là thầy bó xe nhảy bóng lên á, là nó chạy qua, là từ từ nó rớt xuống, mình ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng như con mèo ngồi vậy đó. Là trên xe nó kinh hồn, nó nói rằng là chết rồi, chết rồi. Rồi nó chạy qua một cái là cái xe cuốn xuống hố, là cái xe nát hết. Và cái người ngồi trên xe là họ tái mặt mà. À, nhưng mà bây giờ là nó cán là chết chết rồi, thấy nhảy đâu nữa. Bây giờ nó phải né mình chứ làm sao mình né nó được. Cho nên ôi thôi, thời anh liệt nay còn đâu. bên nào sao chúng ta nghĩ như vậy á, chúng ta thấy chúng ta tiếc cái tuổi trẻ của mình, tiếc cái sức khỏe của mình hả. Và mình trở lại mình ngồi im vậy, mình hân hoan quá trong quá khứ, cái sắc trong quá khứ mình mạnh khỏe, mình hân hoan như vậy đúng không? Hoặc là gì, hoặc là từ 2 lễ thừa tới 40 thuộc lòng. Nhớ trong đầu 400 số điện thoại của người khác, nhớ tên, nhớ được 400 số điện thoại. Rồi 5 con số mà người ta đọc qua một con số như là 5 chữ số, người ta đọc 5 con là mình đọc kết quả. Trong đầu mình các phép tính nó chạy nhanh hơn là người ta bấm máy tính. Đó là cái quá khứ, quá khứ đi học nó vậy đó. Nhưng mà bây giờ nhiều khi muốn nhớ cái chữ đó mà nó nhớ mặt nó mà không biết nó tên gì. Các vị lớn lớn tuổi mà các vị học kinh á, mà thấy nó không nhớ, khó chịu không? Bực bội khó chịu chứ. Tại lúc nhỏ mình không phải vậy, tại sao bây giờ nó vậy? Mình muốn làm cái chuyện đó cũng không được, mình muốn nhớ cũng không được, mà mình ráng cẩn thận rồi nó cứ quên. Mình muốn khom xuống lấy một cái gì cũng không được. Hoặc là mình thấy chán không? Nó khó chịu. Bắt đầu mình nhớ, ôi tuổi trẻ mình như vậy. Cho nên cái tâm mình ước vọng ở trong quá khứ, truy tìm trong quá khứ. Và khi tâm nó truy tìm trong quá khứ thì nó sẽ đỡ lại một cái cảm thọ là khổ đau trong hiện tại. Thấy không ạ? Nó sẽ có cái khổ đau trong hiện tại. Hoặc là mình đem cái quá khứ đó, có thể là mình khoác lác với người khác. Là ngày xưa là ta như vậy, tại sao hôm nay ngươi không như vậy? Tức là chúng ta thấy mình đau điên, thấy chưa? Thấy cái lý lẽ nó đảo điên. Cái lý lẽ nó đảo điên. Cho nên từ một cái câu này này, hồi xưa hồi nhỏ mình ngồi đứng mình nhìn vô trong cái gương, mình thấy cái gương mặt mình nó đẹp không? Đẹp, xinh đẹp không? Thầy thưa thật các vị là ai cũng đẹp hết. Khi mình nhìn trên cái gương là mặt của mình lúc nào cũng đẹp hơn mặt người ta. Có đúng vậy không hả? À? Rồi sau khi mình sống với cái xác này 50 năm, mình nhìn vô cái gương không biết mình thấy con nào không đấy nữa. Không thấy bà nào đâu đó, mặt ai đó, nó không phải như mình hồi đó, đúng không hả? Cho nên trong tâm mình nó buồn, nó bực, nó khó chịu, mình thấy nó mình muốn bỏ cái xác này liền. Thành ra đây là trạng thái gì? Là xác ở trong quá khứ của tôi truy tìm và hân hoan ở trong cái xác đó, xác tướng rồi trí nhớ rồi cuộc sống rồi giàu sang rồi mọi thứ mình truy tìm, mình hân hoan trong đó. Và thực tại nó không giống như vậy. Ở trong trạng thái này nó cho mình một cảm thọ là khổ đau. Hoặc giả có một số điều chúng ta không làm được, chúng ta ước mơ muốn làm được nhưng mà chúng ta không làm được ở trong quá khứ, và hiện tại chúng ta cũng chẳng làm được luôn. Cho nên chúng ta lại sinh cái tâm là gì? Là hối tiếc. Tại sao hồi đó mình không làm như vậy? Bây giờ các cô thầy nghe 99 người, 100 người thầy hỏi thì 99 người nói là biết như vậy là đi tu từ sớm. Có đúng vậy không ạ? Biết như vậy là tôi đi tu từ sớm rồi, hồi nhỏ cũng đi tu rồi. Con không có gia đình, con không muốn cái cuộc sống nó cơ cực như thế này. Nhưng mà tới bây giờ là mình nghĩ trong quá khứ, rồi hiện tại mình không làm được. Cho nên cái đây gọi là hân hoan ở trong quá khứ. Và nó tạo cho mình một cái xúc cảm là khổ đau. Phiền não sẽ sinh ra trong trạng thái đó. À, tương tự như vậy, thọ ở trong quá khứ. Quá khứ mình có cái thọ hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc từ gia đình, hạnh phúc từ sức khỏe, hạnh phúc từ phương tiện cuộc sống, hạnh phúc từ một cái gì đó, sự thành tựu gì đó. Có nhiều cái hạnh phúc trong quá khứ. Và mình ước ở trong quá khứ. Nhưng mà nó không xảy ra trong hiện tại,
cho nên ấy, mình sẽ có đau khổ. Có một số trường hợp chẳng hạn như hồi xưa mình cứu, mình giúp người ta, nhưng sau này chính cái người đó họ là hãm hại mình, thì mình sẽ ước gì là hồi đó mình đừng cứu họ được rồi. Phải vậy không ạ? À? Đó cũng là một cách mà nó đỡ lại cho mình một cái thọ là mình nghĩ trong quá khứ và nó sinh cái thọ khổ đau trong hiện tại. Thấy không hả? Đó. Rồi tôi tưởng, tức là ngày xưa mình nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nó không phải như vậy. Hoặc là ước gì ngày đó mình đừng nghĩ như vậy, ngày đó mình nên nghĩ khác đi. Tại sao ngày đó mình nhầm lẫn như vậy? Có đúng không? Cho nên đó, từ cái tướng này, rồi cái hành, tức là cái lối sống trong tư duy và việc làm, chúng ta sống như vậy, ngày xưa chúng ta ước gì ngày đó, chúng ta nên làm như vậy. Khi Covid nó đến, thầy biết rằng tất cả những cái cơ sở mang cái tính tập trung người đông đảo là sẽ bị phá sản ở trong một tương lai gần. Và đôi chừng 6 tháng tới 1 năm nhất định họ sẽ bán ra. Và con người ta, họ sẽ tìm tới một cái đời sống nhóm ở trong số thân quen, bởi vì họ phòng ngừa Covid. Gặp mấy người lạ họ quan ngại. Và nó sẽ tác động mạnh mẽ vào trong cái bản năng sinh tồn của cộng đồng nhân loại. Mình hành pháp, mình cần cái trường. Nhưng sau đó người ta sẽ quen. Khi người ta quen rồi thì cái vấn đề nó lại khác, ứng xử của người ta lại khác. Tức là người ta phải thích ứng trong một cái môi trường mới, một số cái dịch bệnh mới, người ta buộc phải tồn tại trong đó. Con người ta tìm ra cái phương pháp đối phó, để tồn tại. Như vậy thì mình cần cái trường học. Covid nó đến, chắc chắn trường học nó rẻ. Nhìn thấy có một số cơ sở nó bán đồ bán tháo. Và biết rằng ở trong tương lai vài năm thôi thì nó sẽ lên giá, lên hơn nhiều. Đi kiếm tiền, đi nhìn đông nhìn tây mà chẳng thấy tiền chỗ nào. Bắt đầu thôi, bây giờ ráng tìm kiếm điều kiện để mua, để xây dựng một cái trường học. Thấy mấy cơ sở ngày xưa mình hướng tới á, bây giờ nó lên giá gấp 2. Ngày đó 16 triệu, nhưng bây giờ trên 30 triệu. Họ có sẵn hết. Bây giờ mình bỏ ra 30 triệu, mình có thể xây không lại, không bằng một cơ sở đó. Và mình phải mất thời gian 4-5 năm mình có thể mới làm được như họ. Tốn tiền nhiều hơn, tốn thời gian tâm trí nữa. À, thấy không? Biết là như vậy. Trời ơi, tiếc quá. Tiếc quá phải không? À, hít kha tiếc quá. Như vậy là ở quá khứ. Cái hành trong quá khứ, thấy không? Cái thức ở trong quá khứ nó chi phối toàn bộ là chúng ta. À, trong khi chúng ta ở hiện tại đây là chúng ta đang nghèo mà. Chúng ta đang sống hiện tại, liệu cơm gấp mắm trong mỗi ngày. Đội quân thần chết đâu có chờ mình. Chúng ta tận lực ở trong hiện tại là được. Đây là một cách sống. Nếu như chúng ta truy tìm quá khứ là chúng ta sẽ bị như vậy. Nguyên một cái đoạn kinh này, chúng ta thấy cái vấn đề ở chỗ nào? Tức là cái tâm truy tìm trong quá khứ và hân hoan với những gì truy tìm được trong quá khứ. Như vậy thì nó đỡ lại cho chúng ta một loại cảm thọ khổ, không có thực tế, đúng chưa? Đó, điều như vậy Đức Thế Tôn nói cho chúng ta không nên. Như vậy thì không lý nào mình đoạn trừ quá khứ. Như con người không có lịch sử, không có tiểu sử, quốc gia không có lịch sử. Đức Phật không dạy chúng ta ở trong tư duy cực đoan như vậy. Chúng ta thấy rằng Thế Tôn nói thế nào là không truy tìm quá khứ, tức là người ấy như vậy là sách của tôi trong quá khứ. Người ấy ghi nhận, người ấy biết rõ, người ấy không quên. Ghi nhận, biết rõ, lúc đó tôi như vậy, tôi có sức lực như vậy, tôi khỏe mạnh như vậy, điều kiện tôi tồn tại như vậy, xã hội tôi tồn tại như vậy. Đây gọi là ghi nhận rõ cái sách của chúng ta ở trong quá khứ. Nhưng mà không truy tìm
những gì dẫn tới hân hoan ở trong cái sắc đó, đúng chưa? Như vậy thì rõ ràng chỉ có là ghi nhớ đàng hoàng nhưng mà tâm không truy tìm, bởi vì cái tâm truy tìm này á, nó thúc giục bởi cái gì? Cái tâm truy tìm này thúc giục bởi cái gì? Truy tìm tới một kết quả đỡ nó được hân hoan, đó là cái tâm tham, đúng vậy không? Đó. Cho nên chính cái tâm tham này nè, nó tạo thành một cái năng lực, một cái sức mạnh thúc giục tâm chúng ta truy tìm những ký ức ở trong quá khứ để cho có thỏa mãn sự hân hoan trong đó. Do cái tâm tham đó nó vùi sâu mình trong khổ đau. À, chứ không, Đức Phật không có bảo mình là đoạn trừ cái ký ức trong quá khứ. Trong khi Đức Phật á, nhớ tới vô lượng kiếp mà, Ngài đâu có đoạn trừ. Trí đơn giản nó ghi nhớ. Câu kinh này phải hiểu rõ, nếu không khéo chúng ta phản biện ngược lại và tình thế mà người ta hiểu thành ra Đức Phật giải gì? Quá khứ qua rồi cho nên là dứt bỏ hết. Cũng giống như chấp đoạn vậy đó, là rơi vào vòng tà kiến của ngoại đạo. Hiểu chưa? À. Tương tự như vậy, để xét đã hiểu thì cái cấu trúc vừa thọ là một loại cảm giác, cảm xúc. Rồi tướng là khả năng nắm bắt tín hiệu đặc tên. Rồi hành, rồi thức ở trong quá khứ. Chúng ta ghi nhận như vậy, nhưng mà chúng ta không gì? Chúng ta không truy tìm để dẫn tới hân hoan, những gì hân hoan trong đó. Đó là không truy tìm quá khứ, chẳng đứng cái tâm hân hoan truy tìm trong đó. Còn ghi nhớ là mình ghi nhớ chứ. Chẳng hạn như mình đi học, mình nhớ là những kiến thức mình học được, những kinh nghiệm tồn tại khôn ngoan, những cái kinh nghiệm mà mình học giới, học kinh, mình thọ trì thánh giới Như Lai, những kinh nghiệm như vậy. Những điều đó nó bổ ích cho sự giác ngộ của mình mà, tại sao mình quên nó đi? Cho nên không Phật không dạy chúng ta đoạn trừ những điều đó, mà chúng ta ghi nhận. Chỉ có đoạn trừ cái tâm tham, nó biến thành một loại truy tìm quá khứ để tìm kiếm sự hân hoan. Cái đó là cốt truyện của giáo lý. Hiểu chưa hả? Hiểu như vậy là hiểu đúng bài kinh này. Tương tự cấu trúc đó thì chúng ta thấy như thế nào? Có người không có nhớ tới, không truy quá khứ mà họ ước tương lai. Họ mơ ước tương lai. Thì cái ước tương lai đa số là tuổi trẻ. À, còn có một số người tu cũng ước tương lai, đó là tương lai mong cho mình thành Phật nhanh cho rồi, không muốn làm cái kiếp phàm phu nữa, cũng là một cách ước của tương lai. À, và cái người này mong ước tương lai, cho nên họ mong rằng như vậy sẽ là sách của tôi trong tương lai. À, thấy chưa? Chẳng hạn như bây giờ mình sinh ra đời, cái nước da của mình nó không có được trắng, cái mình ước mơ là mình sẽ có một làn da trắng ở trong tương lai, đúng không? Mình không muốn mình có cái nước da đen trong hiện tại, mà mình muốn mình có một cái làn da trắng ở trong tương lai. Cho nên mình đem tới chỗ bác sĩ, mình nhờ bác sĩ thẩm mỹ, họ nấu nước sôi, họ luộc mình, chẳng hạn như vậy, phải không? Họ luộc mình cho mình trắng, ví dụ vậy đó. Tại vì mình ước trắng mà, mình ước trắng. Hoặc là mình ước cái chỗ này cao hơn chỗ kia thấp xuống, sao đó. Nói chung là mình ước đủ kiểu. Rồi cái là bắt đầu là mình ước cái tương lai như vậy, và mình nghĩ rằng nếu như mình được như vậy, mình sẽ rất là hân hoan. Như vậy suy cho cùng, cái tâm đó có phải là tâm tham không? Tâm tham nó biến thành một cái dạng ước vọng truy tìm, mà truy tìm ở trong tương lai mình được cái sắc như vậy á, mình sẽ rất thích. Do vậy cho nên á, ở hiện tại hành động sẽ bị tâm tham này quấn chặt và dẫn tới tương lai kia. Thấy chưa hả? Mình ước gì ấy là mình lấy được cái cô đó là cuộc đời mình sẽ rất là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng mà ai ngờ vừa tới 3 năm sau thì cô đó không phải như vậy. Sau khi cô sinh ra một người con trách nhiệm lo cho gia đình, cô không có còn xinh đẹp như xưa, cô không có còn nhẹ nhàng như xưa, mà bây giờ phải tìm kiếm cơm áo gạo tiền lo cho con cái. Còn cái thằng chồng mắc dịch kia, nó cứ sáng say chiều xỉn, chẳng hạn như vậy, nó không có chịu lo cho gia đình. Con thì cùng nhau sinh ra,
mà nó cứ đưa cho mình lo hoài. À, rồi nó đi về nhà nó còn xả rác nữa, mình có giận không? Mình giận chứ, cái đó là cái tự nhiên mà. Thành ra cái ước trong tương lai đó, cái sách trong tương lai đó, nó phũ phàng, nó không có diễn ra. Nhưng mà trong lúc còn trễ đấy, thì mình ước. Ngày xưa lúc thầy còn nhỏ chưa đi tu nghe, thầy thấy có một cái ông anh hàng xóm, ông nói giờ anh rớ của thầy á, ông cứ tới ông tìm hiểu bà chị. Thầy không biết hai người nói cái gì mà cứ rùng rì rùng rí nói hoài. Mà họ nói là họ không thích có cái đèn nghe, không thích có cái đèn. Mà thầy thấy cái gì mà thầy nói đèn bóng tối là đồng nghĩa tội lỗi. Cho nên thứ mỗi lần anh chị mà anh mà tới, thầy cứ bưng cái đèn là thầy đỡ trước mặt. Lúc còn nhỏ anh khó chịu lắm mà không dám nói đâu nghe, không dám nói. Mà bà chị thầy nói đừng đụng cái thằng nó khó chịu lắm. Nó mà nó đỡ đó nhưng mà nói nữa là nó kiếm chuyện á. thành ra là đỡ đó. Lâu tới mấy tháng cái thầy mới hiếu kỳ quá mới hỏi, ủa chứ anh chị nói chuyện gì mà nói lâu quá mà chưa hết. Thì cái bà chị nói mà nhỏ không biết gì đi vô đi, đừng nhiều chuyện. Cái thầy nói cái chuyện gì mà nói lâu quá mà chưa hết, sao mà cái chuyện người thấy cũng nói lát vài ngày nó hết, sao chuyện là nói lâu quá vậy. Thì lúc đó cái mình hiếu kỳ mình lén tai mình nghe, tại vì họ không trả lời mà mình lén tai mình nghe thử chuyện gì. Thì ra là họ nói cho thầy này nè, họ nói là mình sẽ cưới nhau, rồi mình sẽ sinh con, rồi mình sẽ dạy con mình như vậy, rồi sinh mấy đứa con trai, mấy đứa con gái, rồi dạy nó làm sao, rồi trong nhà làm sao, làm ăn làm sao, mỗi ngày nó có nhiều cái đề tài. Thì lúc đó thầy mới nghe, cái thầy mới nói, thầy không dám nói cái ông kia đâu, mà nói bà chị thôi. Nói, ủa chứ chị có biết chắc rằng chị đẻ ra thằng trai không? Nói không. Chị có biết chắc rằng đẻ ra đứa con gái không? Nó còn không. Nó rõ ràng là anh chị đang tính một cái thằng mà nó chưa ra. Cái thằng chưa có mặt. Còn cái thằng này có mặt mà nói không chịu nghe lời. Thì lúc đó là bà chị mà nói hình như nó cái đầu nó làm sao á. Hồi lúc còn nhỏ thầy hay có cái lạ vậy đó. Thành ra sau này mẹ thầy bà quan sát á, bà nói cái thằng này hình như nó có cái khác người, nó không giống người bình thường. Nó có suy nghĩ không giống người ta. Thì sau này mình nghĩ là nghe là cái chúng tử này là chúng tử tu á. Đúng không ạ? À? Cái chúng tử tu sau này mình hiểu à, thì ra mình có những cái suy nghĩ không giống với cái người ta vậy, tinh thần nhót dại hiện giả mà. Nó ăn sâu trong đầu mình, có thể là một chúng tử một cái cách nào đó ở trong quá khứ. Thành ra mình nghĩ cái gì là trong hiện tại. Có một số vị nói thầy Quyền Châu ước mơ một cái trường đại học là ảo vọng tương lai. Các vị nghĩ vậy là sai. Không có ảo vọng chút nào, nó rất là thiết thực. Làm việc có cơ sở. Cách này không được thầy tìm cách khác. Cách khác được thầy tìm cách khác. Trừ khi nào thầy chết thầy hết tìm. Hay mà còn sống là thầy tìm. Người này không giúp được thầy tìm người khác. Không bao giờ thầy dừng cái tâm nguyện đó. Tại sao? Vì đơn giản là vạn pháp khi duyên đã đủ thì nó sẽ thành. Cái duyên mình tập trung chưa đủ làm sao nó thành? Mình không biết thì mình nhờ người biết. Người ta biết về cách thức, còn mình biết về giải thoát. Cái người mà biết về cách thức họ cần tiền thì mình trả tiền. Còn người biết về cách thức ấy, mà họ cần giải thoát ấy, thì họ hộ pháp. Đúng không hả? Mình sẽ dùng hết tất cả mọi con người trở lại được hết. Rất đơn giản là như vậy, chứ có gì khó khăn. Đây sao gọi là áo võng. Thực tế sao áo võng? Nếu như không có chương trình của trường đại học này thì các vị làm sao ngồi đã tu tập 6 năm qua, làm sao các vị có an lạc hạnh phúc? Rõ ràng á, đây cũng là cái duyên mà tác thành ngay trong hiện tại chứ hả? Nó hiện, nó thành tựu ngay trong hiện tại, không phải tương lai. Đã như vậy thì ở đây á, chúng ta thấy chúng ta làm sao giữ cho tâm mình đừng có đỡ cho nó ước vọng trong tương lai. À, nhưng mà nguyện là điều nên làm. Phát nguyện thì tìm kiếm nhân duyên cho việc đó được hình thành, chứ không phải phát nguyện đó rồi cầu Phật. Cũng giống như là sai Phật làm nhiều thứ quá, nhờ Phật làm cái này làm cái kia, và cuối cùng là con sẽ kính Phật và con cúng cho Phật nai chuối. Chúng ta không nên là nhờ Phật Bồ Tát làm nhiều thứ quá. Mình làm bớt đi, tự mình làm đi.
Cuộc sống là vậy đó, Phật tử chúng ta không đới chỗ này. Thành nhiều khi chúng ta cứ ngồi im mà cầu nguyện Phật nhiều thứ, chẳng khác nào là xin Phật mà xin tôi nén ní luôn á, mà Phật không chịu làm, cho nên con còn đau khổ. Vậy thì cái đau khổ nó là do cái gì? Do cái ước vọng, do lòng tham, đúng chưa? À, rồi như vậy thì không làm sao mà sống không ước vọng tương lai? Nếu như con người mà không có mơ ước làm sao thành công? Mình hiểu cái chữ là không ước vọng tương lai như thế này: mong rằng như vậy là sách của tôi trong tương lai. À, Phật nói rất rõ, cho nên mong rằng như vậy là sách của tôi trong tương lai. Các vị muốn mình là một thiên thần bên Đức Phật A Di Đà, mỗi buổi sáng đi cúng dường mười phương chư Phật, thần lực trở về không muộn một bữa ăn trưa. Hay là chúng ta không muốn đi hai chân mà chạy bốn chân cho chết? Chúng ta muốn cái gì? chúng ta muốn mình xác gì, đúng không? Tại vì chúng ta muốn cái xác mình là cái gì thì cái xác đó nó sẽ dẫn chúng ta ra. Và có khi chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta cứ làm, chúng ta cứ làm thì kết quả nó vẫn hình thành mà thôi, cái đúng không ạ? Chúng ta không muốn mình vô địa ngục nhưng mà chúng ta cứ làm những cái nhân vô địa ngục thì làm sao kết quả địa ngục không hiện ra? Cái lý lẽ rất là rõ ràng như vậy. Thành ra ở đây chúng ta hiểu rằng tuy không ước vọng tương lai nhưng trong tương lai nó có một sự quyết định rõ ràng. Và vì cái quyết định đó mà chúng ta hành động trong hiện tại, điều này khác nhau phải không? Đó. Lời lẽ kinh điển như vậy á, các vị học đọc đều thấy Đức Thế Tôn chúng ta dạy là như thật. Thành ra khi hiểu sâu điều này, không thấy lời Phật là một tôn giáo, không thấy lời Phật là một tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có cái tính cực đoan của nó, nhưng đạo Phật chúng ta tuyệt vời không phải là một tôn giáo. Sự thành tựu mà Phật chứng biết vượt tất cả trạng thái ý tưởng của loài người, cho nên làm sao đem tôn giáo mà nhận định rằng đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng khổ thay, khi thấy có cái sự tu tập, có sự giảng nói, người ta hay liên tưởng tới một tôn giáo và người ta nhận định như vậy là sai. Làm sao chúng ta cho người Mỹ thấy rằng mình không phải là một tôn giáo mà là gì? Là một trí tuệ như thật, cần phải sống như vậy để có hạnh phúc. Hạnh phúc được diễn ra ngay trong hiện tại chứ không phải là cầu mong một kiếp nào tương lai. Như vậy thì chúng ta thực hiện được cái điều đó, chúng ta phải học cho kỹ đầy đủ lý luận, không mơ ước quá khứ, không mơ ước tương lai, không có hoài vọng quá khứ. Hiện tại thì sao? Không chìm đắm trong hiện tại, không có vọng ước trong hiện tại. À, nhưng mà ở trong hiện tại phải gì? Phải có một cái đời sống giải thoát đàng hoàng. Còn nếu như không có sự giải thoát, không có chí hướng, không có nguyện lập rõ ràng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị lôi cuốn ở trong hiện tại. Sự lôi cuốn trong hiện tại sinh ra từ đâu? Đây là triết học, đây là một cái nguồn sống mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Đó là gì? Đó là người này họ có một đời sống không có phải là một thánh nhân. Phải biết mình đang là một phàm phu, mà một phàm phu mà không có chịu thân cận thiện sĩ, không có chịu lắng nghe chánh pháp. Cho nên kinh mới nói rằng là phàm là kẻ vô văn phàm phu, không hiểu không biết là phàm phu ngu muội, mà không đi đến với các bậc thánh nhân, không thuần phục ở trong giáo pháp của các bậc thánh nhân, không tu tập ở trong giáo pháp của các bậc thánh nhân, không gì, không đi đến với các bậc chân nhân, không thuần phục trong pháp của các bậc chân nhân, không tu ở trong pháp của các bậc chân nhân, không thân cận, không thuần phục trong giáo pháp, không sửa mình theo giáo pháp đó. Đó là điều đầu tiên nha. Điều đầu tiên. Như vậy thì các vị nghĩ xem là họ không có cơ hội để sửa mình, không có một cái giá trị gì thanh cao hơn. Khi con người có trí tuệ, con người tiếp xúc với các bậc thánh hiền, con người hướng tới đạo đức, thì người ta mới thấy đạo đức nó trân quý. Và trí tuệ là một điều tuyệt vời. Còn khi một người mà
họ xa điều này thì họ sống mạnh được yếu thua. Người tay chân yếu mặc dù họ có trí tuệ nhưng chẳng làm được gì họ hết. Cái vùng mà biên địa đấy, cái vùng mạnh được yếu thua, đạo đức chỉ là món hàng xa xỉ đối với họ mà thôi. Tất cả những cái giá trị văn chương, những giá trị đạo đức, những giá trị thanh cao của loài người đều bị vùi dập hết trong tất cả những tư tưởng này. Cho nên ở đây chúng ta thấy một người như vậy, họ vô thân mà, thì những giá trị đạo đức, những cái gì thanh cao đều là gì? Đều là một cái sản phẩm của gì? Của cái sự đọa lạc, sản phẩm của sự lạc hậu mơ muội cần phải vứt bỏ. Rõ ràng nó sẽ diễn ra như vậy, đó là cái nguyên lý. Cái nguyên lý nó sẽ diễn ra tự nhiên như vậy đó. Còn chúng ta thấy như vậy, thành ra cho nên chúng ta phải đi thọ giới, thân cận thiện sĩ, học giáo pháp, đến viện để nghe giáo pháp. Giáo pháp không phải diễn đạt từ một thầy một cô, mà 12 vị, mỗi vị diễn đạt một kiểu khác nhau. Tất nhiên không phải là hoàn hảo hết, nhưng mà chúng ta có cơ hội lắng nghe để chúng ta được nhớ lại. Cũng giống như bài kinh Nhất Chạy Hiện Giả này, có nhiều Phật tử đã biết, đã học, đã đọc, nhưng nếu như hôm nay không được nhắc lại, các vị sẽ quên lãng. Và nhờ hôm nay nhắc lại, nhiều khi chúng ta lại có cái hay hơn, có một sự khắc ghi mới hơn. Điều đó rất là cao đẹp. Giả thiết ra chúng ta thấy chúng ta không thân cận nó nguy hiểm như vậy. Và khi không thân cận thì chúng ta sẽ như thế nào? Người này á, họ sẽ nghĩ rằng là cái gì? Là cái sách này là ở trong một cái ngã bao trùm. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn hiện thân ở này á, là phàm phu, hiện thân này á, là sanh diệt nhất thời. Nhưng mà một cái đại ngã trùm khắp, chết là trở về với đại ngã. Còn đây là một tiểu ngã, hiện sắc của tiểu ngã, thở nhập vào một cái đại ngã. Có cái đại ngã to lớn trùm cả tiểu ngã này đó. Hoặc là gì? Hoặc là cho đại ngã là tự ngã, là có một cái sắc nào đó, có một cái vong hồn nào đó, có một thế giới tồn tại như thế nào đó. Truy tìm, suy luận. Rồi có người thì cho rằng là gì? Là sắc này ở trong tự ngã. Hoặc là có người cho rằng là cái tự ngã này là ở trong sắc. Hoặc có người là cho rằng cái thọ là tự ngã của chúng ta. Bởi vì thân mạng này là vô tri, cảm xúc đó chính là tâm hồn của con người. Và cái thọ đó chính là tự ngã. Nhưng có người lại cho rằng ấy, là gì? Là tự ngã đó chính là thọ. Cái tôi, cái nội tâm của ta, đó chính là cái thọ đó. Mà con người không có còn cái thọ nữa, không còn cảm xúc nữa, thì là vô tri. Như gỗ đá không phải là con người, thì vậy thì sao gọi là có ngã nữa? Rồi, hoặc là có người cho rằng là thọ nó ở trong tự ngã, hoặc là tự ngã trong thọ. Thọ chính là tự ngã chính là thọ. Ở trong lĩnh vực của gì, của tướng cũng vậy, tướng chính là tự ngã chính là tướng. Hoặc là gì, tướng trong tự ngã, hay là tự ngã ở trong cái tướng. Người ta sẽ suy luận như vậy đó. Người ta tìm kiếm như vậy, người ta thấy rằng ấy, nếu như không có dòng suy nghĩ, sống như bản năng thì đâu phải là loài người. Cho nên con người khác con vật là biết suy nghĩ, và cái suy nghĩ này chính là tướng. Cho nên ta chính là cái suy nghĩ đó. Còn cái thọ kia lúc còn lúc mất. Cho nên không phải, ta chính là cái dòng suy nghĩ đó, là cái tướng đó. Hoặc là cái tướng đó chính là ta. Còn những cái này là tạm thời chúng ta mượn thôi. Hoặc là ta ở trong cái tướng đó, hoặc là cái tướng đó chỉ là nằm ở trong ta mà thôi. Chúng ta suy nghĩ như thế nào? Bốn lĩnh vực đó. Tương tự như vậy, hoặc là có người cho rằng hành, tức là cái tiến trình suy nghĩ của mình, nội tâm vận hành của mình, chính là tự ngã. Hoặc là tự ngã chính là cái hành đó. Hoặc là cái hành này chỉ là một cái yếu tố vận hành lễ lôi ở trong cái tự ngã đó mà thôi. Hoặc là gì? Hoặc là cái tự ngã nằm tất cả trong cái hành này mà thôi. Bởi vì không có hành, làm sao hiểu được tự ngã như thế nào? Hoặc là gì? Hoặc có người cho rằng thức này chính là tự ngã. Cái linh thức này chính là tự ngã. Tự ngã này chính là linh thức. Hoặc là tự ngã nằm ở trong linh thức, hoặc là linh thức nằm ở trong tự ngã. Vừa nắm lĩnh vực sắc, thọ, tướng, hành, thức, có tự ngã hay không có tự ngã,
nằm trong tự ngã hay là tự ngã nằm trong nó? Nó chính là tự ngã hay là tự ngã chính là nó? Người ta luận lý như vậy. Người ta luận lý mãi 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 mãi. Người ta luận lý mãi, người ta rơi vào những cái trạng thái điên đảo, không bao giờ tìm ra được dấu vết. Không bao giờ tìm ra được dấu vết. Truy tìm những trạng thái này, lôi cuốn trong trạng thái này, và người này sẽ quên mất một hiện tại. Tại vì nghĩ rằng cái cảm giác ta ở tương lai, ta lo sợ. Ta lo sợ rằng á, là trong một tương lai kia, người ta sẽ kéo binh tới giết hại mình. Cho nên bây giờ mình tới giết hại trước. Trong khi tương lai kia người ta chưa giết, mà hiện tại mình mang nghiệp sát. Phải vậy không ạ? Tức là cái rất nhiều những cái lý do khác nhau, nó sinh ra bao nhiêu thứ đảo điên, rồi đem cái đó ra mà nối. Mà nối đông, nối tây, nối xuôi, nối ngược. Nối càng nối chừng nào thì chúng ta quên mất đi những cái gì ở thực tại, mà chúng ta bị lôi cuốn trong thực tại. Đây là trạng thái lôi cuốn mà, mình bị lôi cuốn mà, bị cái thực tại nó lôi cuốn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng làm sao mà chúng ta không đỡ cho thực tại lôi cuốn mình. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chúng ta viễn ly phần đành. Còn hiện tại làm sao chúng ta không bị lôi cuốn? Đức Phật nói rằng có vị đa văn thánh đệ tử khác nhau với phàm phu, vô văn phàm phu. Chúng ta muốn mình đa văn thánh đệ tử hay là muốn là vô văn phàm phu? Mình đa văn thánh đệ tử mà không chịu đi học. Vậy mà còn mà mình nói ngôn lành, mình nói nhân bất học bất tri lý, mình nói ngôn lành vậy đó. Mà người ta đi học mình cản, hoặc là mình không thèm đi học luôn. Mình không biết thì mình đi học chứ. Ở đời mình làm ăn kia mình cũng cần phải đi học mà, phải không? Học rất nhiều cái phương thức, cái cách thức để được kiếm tiền. Làm ăn là một cái kiếp sống mong manh, một kiếp sống nó ngắn hạn này mà mình còn phải học rất nhiều. Còn mình đầu tư cho mình có một cái kỹ năng, một cái khả năng để dẫn tới giác ngộ dài lâu mà chúng ta lại không có đi học sao được. Cho nên giờ muốn không nữa là mình phải đi học thôi. Nói nó hơi thừa điều này, chứ đó là cái lý đương nhiên. Mà người nào mà chống lại với cái lý này là không ổn rồi. Không ổn rồi, cũng giống như là nhỏ không học, lớn lên cứ làm đại quý. Cái này là không ổn rồi, phải không ạ? Thành ra là chúng ta hiểu làm sao đa văn thánh đệ tử. Phật nói rằng là gì? Phải đi đến với các bậc thánh hiền, đi đến với những người tu tập, đi đến với những người giác ngộ, đi đến với những người hiểu biết. Để chi? Để thuần được lắng nghe cái giáo pháp, được gần gũi trong giáo pháp, và tập thuần phục ở trong giáo pháp, tập sửa mình trong giáo pháp đó. Và vì ấy từ đó mà nhận ra rằng vạn vật như huyễn, nó chỉ là duyên khởi mà thôi. Hiện tượng hữu vi nằm trong duyên khởi, còn chân tánh thường hằng vượt khỏi thế giới hữu vi này, vượt trên cái thế giới đối đãi này. Cho nên họ không có bận tâm là đây là gì, xác thân này là ta, hoặc là ta chính là xác thân này, hoặc là gì, hoặc là họ không có bận tâm đấy là ta ở trong cái xác này rồi mấy chục năm rồi chúng ta đi ra khỏi, hoặc là gì, hoặc là cái gì, là cái tưởng ngã này ở trong gì, ở trong cái xác, trong xác thân này. Chúng ta cũng không bận tâm đây là cái thọ, thọ chính là ta, ta chính là thọ, hoặc là thọ ở trong ta, hoặc là ta ở trong thọ, hoặc là ta ở trong tưởng, tưởng ở trong ta, hoặc là ta chính là tướng, mà tướng kia chính là ta. Chúng ta không bận tâm, tương tự như vậy, hành thức nó cũng như vậy. Chúng ta xem tất cả thế giới này là ngũ uẩn giả hợp. Ngũ uẩn giả hợp, sắc thọ tướng hành thức đang xen hòa quyện giả hợp, hiện ra một hình hài hữu vi. Hình hài hữu vi này, nó luôn luôn chịu cái tiến trình nhân quả và sự hủy diệt. Chỉ khi nào chúng ta muốn dứt nó, muốn bỏ nó, là chúng ta mới tìm con đường liễu ngộ giải thoát. Đó chính là sự phát tâm trong cảnh giới Niết Bàn, an trú trong hiện tại. Thành ra chúng ta thấy rằng không truy tìm quá khứ không có nghĩa rằng là quên đi quá khứ. Không vọng ước tương lai không có nghĩa rằng không có định hướng tương lai.
Không say đắm hiện tại không nghĩa rằng là chúng ta không thực tế ở trong hiện tại. Rõ ràng. Mà chúng ta rất thực tế trong hiện tại, dựa trên tất cả những kinh nghiệm giải thoát trong quá khứ. Và gì? Và một cái ước, và một cái gì? Một cái định hướng chứng đắc ở trong tương lai rất rõ ràng. Tinh thần như vậy có lành mạnh hay không? Một tinh thần như vậy có đáng để chúng ta tôn thờ hay không? Chúng ta hãy xem. Chúng ta hãy xem tất cả các tôn giáo khác. Chúng ta hãy xem tất cả mọi luận thuyết khác. Họ có trình bày như vậy hay không? Hay là họ nghĩ rằng chúng ta phục vụ, chúng ta làm, đỡ rồi chúng ta có một cái tương lai nào đó. Bởi vì trong tương lai chúng ta sẽ như vậy. Người dạy sống thiếu thực tại. Chúng ta có định hướng xây trường đại học, nhưng chúng ta có an lạc trong hiện tại. Chúng ta làm tất cả mọi thứ có ý nghĩa thiết thực, không đỡ một giây phút lãng phí. Đời sống của chúng ta như vậy. Và khi duyên đủ, mọi việc nó sẽ hình thành. Nhìn như vậy, thấy như vậy để chúng ta thấy Thế Tôn nói rằng một vị sống như vậy là không có bị lôi cuốn ở trong hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Thế Tôn nói vừa tổng tướng trở lại cho chúng ta đúc kết. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Chỉ có pháp hiện tại, thiết thực trong hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Và tu tập như thế nào? Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Hãy sống tất cả những gì trong hiện tại. Sống như những gì? Sống như ngày mai mình chết, mình không được sống nữa. Và an vui như là mình sống mãi trong cuộc đời. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Phải biết rõ vô thường sẽ đến với chúng ta bất cứ giây phút nào. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, biến thành một công hạnh sống. Sống trong nguyện, trong ước, trong giới rõ ràng. Đây gọi là ngày đêm không mỏi mệt, không có thối thác tâm bồ đề. Đây gọi là xứng gọi nhất dạ hiền bậc an trụ trầm lặng. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Luyến tiếc quá khứ chi cho khổ não, mơ tưởng tương lai chi cho thức phát triển. Hãy sống với hiện tại, nhưng đừng say đắm hiện tại. Đây chính là tinh thần cốt túy của nhất dạ hiền giả. Thế Tôn nói rằng là, này các tỳ kheo, ta đã nói cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết là như vậy. Chính như vậy, duyên như vậy, và hãy thọ trì như vậy. Các tỳ kheo nghe Thế Tôn nói như thế, hoan hỷ phụng hành. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.